SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Ở mùa giải V-League 2021, tiền đạo người Jamaica Gordon Romario đã chơi 11 trên tổng số 12 trận cho câu lạc bộ Bình Định. Cầu thủ này có được 3 bàn thắng cho đội chủ sân Quy Nhơn, cùng với đó là sự đóng góp không nhỏ vào lối chơi mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng xây dựng. Tuy nhiên, câu lạc bộ Bình Định đã quyết định thanh lý hợp đồng sớm với cầu thủ sinh năm 1994 trong bối cảnh còn ít nhất gần nửa năm nữa mùa giải 2022 mới có thể bắt đầu. Romario đã khẳng định được năng lực tại V-League khi từng khoác áo một số đội bóng top đầu như Hoàng Anh Gia Lai hay câu lạc bộ Hà Nội. Vì thế, nhiều khả năng anh sẽ được các câu lạc bộ săn đón trong thời gian tới. Với việc để tiền đạo chủ lực của mình ra đi, thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ phải tìm một cái tên khác để thay thế vào vị trí mà Romario để lại. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Bình Định cũng được cho là sẽ giữ lại tiền vệ người Brazil Henrio da Silva. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.